cái cháo hay cái gì anh? Cá đối. Cá đối. Cá đối thôi hết. Cá đối còn mà vịt sói, nướng chiên xù, con gì ngon chứ. Cá này tôi đã xuyên bên mày. Dừng một khoảng xíu lên để làm mỡ. Cái này nó đi theo đàn. Để nó nặng, chị mới chì. Quá to nè. Đang đá rồi. Ủa bắt nhiều ghê ta. Cái này là làm mấy giờ rồi anh? 8 giờ. 8 giờ luôn.